các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại cái này gọi là quán Cát Biển 1. Quán rất nổi tiếng ở Phú Quốc, bán rất là nhiều đồ hải sản. Các bạn xem đây, wow, rất là đông, đông cực kỳ luôn. Đây là mùng 3 Tết nha các bạn, rất là đông. Ở đây là cá nhồng, Phú Quốc hay còn cá nhồng, mạng cua, ốc tường. Cái sao nướng không chịu với bạn gì? Ủa, sao nãy em muốn với bạn nướng á? Quốc cá nhồng gì á? Cá nhồng đó. Nhồng nha, mấy con? Hai con. Một con, con chế đôi đi. Một con. Cơm mì xào. Mì xào mấy sản gì? Mì xào bò hả? À, mì xào bò hai dĩa. Hai dĩa. Rồi cháo. Cháo mấy mấy dĩa luôn. Thôi lửa xào à? Xin lửa xào mà. Xào lửa hai dĩa. Hai dĩa. Hai dĩa ha. Ừ. Mở xào me không? Không. Ốc gì? Ốc hương, lấy ốc hương đi, ốc hương đi. Ốc hương 2 dĩa. Rồi, lấy 2 dĩa đi. Hào sống có không? Hào bữa kia giờ này hào sống không có làm kịp bây giờ. 2 con để dĩa tư. Rồi, 1 con 70 ngàn, còn 2 con cuối cùng luôn. Còn 2 con, mà quất luôn, đây. Đây cắt luôn, rồi cái nào cũng có, nào quất hết. Còn thêm gì nữa anh? Mì xào hải sản. Mấy dĩa? Gì đây? Mực bạch tuộc gì kìa. Mực bạch tuộc dĩa 1.2. Quốc 2 dĩa đây. 2 dĩa mực, 2 dĩa bạch tuộc ha. Thôi mà 1 thôi. Mực đi. Lẩu chua có lẩu gì? Lẩu chua có lẩu gì? Lẩu cá bóp. Lẩu chua có lẩu cá bóp hả? Một lẩu cá bóp chua. Quán này đông quá vô. Ơi, đông ngày nào cũng chưa có đâu. Ơi, ngày nào cũng vậy hả? Rồi đây, 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 đây. Ủa, nướng lại. Ờ, cho nướng lại hả? Không nướng 2 con, mình cho con không? Tưởng vô đây quất luôn. Cái gì nữa không anh? Kêu hồi nó hết đó chị. Hay là quốc cái nước kìa. Quốc cái nước kìa. Ờ, đậu bắp hả? Ờ, cái xiên đó bán nhiều. Xiên 20 luôn. Xiên 20 hả? 4 tôm sú. Ủa hào tính nhiêu ạ? À? Con 20 ạ. Ốc dồi. Nghèo. Ốc dồi nè, phần mấy cái? 5 con hả? Ốc dồi. Vậy lấy 2 phần đi. Cái bàn đó. Ừ. Mười hai người lấy 6 con đi. Sao được. Ồ bốc bốc. Ủa. Cho 5 con mà. Ừ trời ơi. Ở đây có bạn nào lưu lạc nè. Bạn này lưu lạc cho bạn này về bên đây đi. Rồi ok, ốc dồi nha các bạn. Rồi tắt cái nhiều phần vậy? 60 hả chị? Rồi quốc em 2 phần này luôn. Bút nhiều lên. Đó. Ốc bông thái này là ốc biển hay là ốc gì vậy? Ốc biển hả? À? Ốc bông thái là ốc biển nha các bạn. Đây đây đây, rồi ok, rồi chị để trong hay luôn. Ok. Bưng nào các bạn ơi, bưng. Thank you.
Vô vô vô, nước sôi, nước sôi, nước sôi. Nước sôi. Dạ 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 dạ, nước sôi, nước sôi. Ok. Rất là đông nha bạn, hiện tại là đang 8 giờ 15, đang còn rất đông. Ông nhảy nào mà khèo là muốn rụng luôn. Ông nhảy nhỏ quá. Nguyễn Đôi Chành. Đây là chạy. Nghèo đây, nghèo đây. Ủa sao nghèo không có nước hấp đi trời. À, lấy em nghèo, nghèo tính nhiêu ạ? À? À, lấy hai phần nghèo luôn. À, quất luôn. Không có nước lèo. Không ăn hả? À? Nghèo. Đâu, đâu? Đây nè. Có nước mà. Nước sốt dưới đây nè. Có, em lấy ra rồi, em lấy ra rồi. Nghèo đâu? À, nghèo này là mình luộc trước à, cho nên là nó nở ra hết à. Vậy cho thêm đi, trời. Đúng rồi, nó múc nhiều lên. Múc đi, thêm tí nước vô luôn chị. Thôi đừng bỏ đâu năm, đừng bỏ đâu năm. Có bầu, có bầu. Cái này là một phần bao nhiêu con vậy? Cái đó là một phần 6 con, 120 chú. Không, ở bên kia là ở đây không có. Tốt bên kia kìa, ấy đi đây. Rồi, nghèo, nóng, nóng, nóng.